Chào máy thánh nha. Mấy ngày nay nghe đồn về cái vụ đánh ghen chị áo vàng tùm lum tì le hết. Hôm nay mình tập hợp lại những cái pha nói về chị đánh ghen, anh ghen chị áo vàng. Từ nào mà quen chị là gia đình tôi non nốt tiền bọn mất hết tất cả thân cùng cái gì. Đái luôn. Đánh ghen như thế nào? Đây. Đây là cái vụ đánh ghen của chị áo vàng là thật 100%. Dạ còn đây là những cái vụ đánh ghen hài quái đản Em tên thật làm tên thiên lý, vậy em nên có lỡ giật chồng đó bà là kia, cảnh giật chồng bà ghen đi. kia bà lợi bà chửi, tìm đến nhà trọ chửi. Với máy thánh này luôn, công nhận máy thánh này đầu óc Tôi nói đây là lần cuối nha, cô có giật chồng tôi nữa nha. váy đen áo vàng, lược xanh có, lược đỏ có, tóc dài có, tóc ngắn có, tỳ lê hết. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người.